Trong năm qua thì Tân Phương thấy là có nhiều bạn trẻ rất là thích xem các bài nhảy đi MV, Dancer Music Video. Hàng loạt DMV ra đời được dàn dựng trẻ trung, bắt mắt, thu hút hàng triệu lượt xem. Cuộc thi Nhảy Đi Ngại Chi cũng được các bạn tuổi teen đón nhận. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời quý vị khán giả cùng đón xem sự sáng tạo của các bạn trẻ nhé. Xin mời. DMV, Dancer Music Video, những bài nhảy được dàn dựng theo một câu chuyện xuyên suốt được khán giả trẻ quan tâm trong năm 2022. Từ các bài rap, hip hop, các bạn trẻ đã sáng tạo các điệu nhảy trẻ trung sinh động. Clip nhảy mà tại là clip nhảy video nhảy thì nó không hề khó, nhưng mà để làm sao mà cái video của mình ra nó ấn tượng thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn cho người biên đạo cũng như là người đạo diễn khi mà làm ra cái DMV đó. Tại vì nó khác biệt giữa một cái MV, một cái clip nhảy và một cái DMV, nó rất là khác. Nghĩa là một cái clip nhảy có thể là bạn chỉ dàn dựng về tổ hợp, về tuyến, về hình ở trong một bài nhạc và thế là bạn quay xuyên suốt thôi. Nghĩa là xuyên suốt bài đó và người ta chỉ thấy dancer nhảy và nhảy, và hầu như nó không có một sự liên kết về câu chuyện liên quan tới mạch bài rất nhiều. Còn nếu mà về DMV thì mình sẽ có những cái gọi là câu chuyện của nhân vật trong cái bài nhảy đó, và nó dẫn dắt người xem xuyên suốt từ đầu tới cuối như là một cái câu chuyện nhỏ trong cái bài hát đó. Còn nếu mà gọi là DMV đúng nghĩa nhất và nó đặc biệt nhất thì cái đó thì càng hiếm hơn. Trước đó Ali đã từng thử rất là nhiều thể loại khác rồi, ví dụ như là hát, đàn tranh, đàn piano, nhưng mà thực ra thì về sau khi mà được tiếp xúc với nhảy, Ali cảm thấy là mình phù hợp nhất với nhảy. Bởi vì khi nhảy, Ali được bung xõa, được thoải mái với chính bản thân mình. Và hồi đó thì Ali thường hay rất là rụt rè, nhưng mà từ khi mà Ali bắt đầu nhảy á, thì Ali dần quên đi mọi thứ xung quanh và Ali trở nên cá tính hơn, trở nên tự tin hơn đối với chính mình. Khi bình minh dừng lo là bắt đầu cho sự khám phá, không ngồi yên để cho từ xuân. Từ tìm tòi học hỏi, các biên đạo đã sáng tạo trong từng bài nhảy, kết hợp các hiệu ứng chinh phục giới trẻ. Mỗi sản phẩm hoàn thành là cả một quá trình lên ý tưởng, thể hiện kỹ năng tư duy của ekip. Khi mà lần thứ nhất Ali nghe bài Vân Rung là Ali đã rất là thích bài đó rồi. Thì bài đó cũng là một bài nhạc mà thuộc thể loại rap mà mọi người, giới trẻ hiện nay các bạn rất là thích. Cho nên là Ali đã quyết định chọn bài đó. Và khi dàn dựng bài đó thì Ali muốn mình hóa thân thành một nhân vật mới hơn, hóa thân trong một hình ảnh mới hơn. Đó là một cô gái hơi cá tính, hơi mạnh mẽ và có phần hơi ngông nghênh một chút. Sáng khi anh lên đồi, đường đằng trước có anh em phía sau, làm nó say say đổ điếu. Mỗi lò mai là tăng tỷ giá, nhà bọn anh chơi đến là chơi cổ phiếu thanh toán lấy tiền. Đương nhiên là phải nhân đôi rồi, đây như là một sân chơi rồi. Tiếng cốc nhỏ của em à hả? Thành. Nếu mà về 2023 ở Việt Nam mình nhá, thì Hải nghĩ cái việc nhảy múa sẽ vẫn tiếp tục phát triển mạnh là đằng khác. Tại vì Hải thấy là các bạn sinh viên, các bạn học sinh cũng đã bắt đầu có những cái clip nhảy rất là nhiều rồi, và Hải nghĩ là nếu mà các bạn chịu khó tìm tòi nhiều hơn, tại vì hiện tại mọi người có thể tìm được các nguồn thông tin rất là dễ từ trên YouTube hay là trên mạng hay tất cả những cái mạng xã hội khác rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn biết chắt lọc và tìm được một người hướng dẫn gọi là có chuyên môn sâu á, thì hãy nghĩ là các bạn sẽ có một cái gọi là đường dài phát triển nhiều hơn. Thì gần đây Ali có được thử sức với một chương trình truyền hình có tên là Nhảy Đi Ngại Chi. Thì ở đây Ali được gặp rất là nhiều bạn trẻ có cùng đam mê với mình, cũng như là cả các cô chú nữa. Thì mọi người đã truyền năng lượng cho Ali rất là nhiều. Và cũng nhờ sự ủng hộ của mọi người mà Ali đã may mắn trở thành người chiến thắng của tập 2 chương trình Nhảy Đi Ngại Chi. Nhảy Đi Ngại Chi cũng là một phần động lực để Ali tiếp tục sáng tạo và tiếp tục vươn lên trong con đường đam mê của mình. Ali cũng mong muốn là
gửi gắm đến các bạn trẻ là các bạn hãy cứ sống đúng với lứa tuổi của mình và đừng ngại thể hiện cá tính của mình ra đối với mọi người. Hôm nghe một cú chốt là đồng ý, tướng mã tốt xe trên bàn cờ từng được đi. I feel so dope, yeah. Không cần biết ta được gì một khi anh đã rap là cây chân động. What? Rap là thể chất rộng, yeah. Những quan điểm bất đồng thì để khi khác chứ đừng cắt cổng. Fake thì đang chất đống nhưng sự thuần túy vẫn đang nhân rộng. Rap Việt mùa hay đang phát sóng truyền bá văn hóa mà tao trân trọng.